một cái quy luật mà có thể nhiều người biết nhưng mà không một ai nói ra một cách dễ hiểu để bạn có thể hiểu và áp dụng được. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bí kíp, cái chìa khóa để bạn có thể thả thính thành công bất kỳ cô gái nào. Vì là đang mùa thi nên là mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện của mình từ hồi sinh viên và câu chuyện ôn thi của thằng Minh. Thằng Minh ấy mà ở cái giai đoạn mà nó đang ở mập mờ với cái bạn gái hiện tại của nó ấy, thì có một lần thằng Minh rủ cái bạn gái nó đến nhà học bài. Hai đứa kiểu cùng nhau học bài ôn thi toán cao cấp nhá. Ở nhà chỉ có hai đứa thôi nhá. Đấy, mọi thứ nó rất là kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa. Thế xong rồi khi mà bạn ấy đến ấy, thì xong hai đứa chỉ biết ngồi cạnh nhau xong rồi nói những cái câu chuyện nó kiểu xàm xàm. Thằng Minh nó kiểu chỉ biết ngồi cười ngượng ngùng xong rồi hỏi mấy câu hỏi như là bạn ôn thi đến đâu rồi? Xong bạn nữ kia chỉ trả lời cho qua rồi lại ngồi cầm điện thoại nghịch ấy. Kiểu cái thằng bạn mình nó bị hồi hộp ấy. Thế xong nó bị kiểu overthinking quá lên, suy nghĩ quá lên ấy. Là kiểu cô ấy đang chán mình đúng không? Rồi có nên ngồi sát lại không? Rồi có nên cầm tay không? Rồi sao cô ấy nhìn chán thế chỉ nghịch điện thoại? Rồi lúc này thì bạn có thấy cái tình huống này nó quen quen với bạn không? Thằng Tuấn ấy thì nó từng chia sẻ thế này. Hồi mới học tán gái ấy, thì nó rất là vã có người yêu. Nó cũng lên mạng xem những cái tips để hẹn hò, làm sao để thả thính, nhắn tin, bla bla đấy. Và sau một thời gian áp dụng thì nó rút ra rằng là tất cả đều như quần què hết. Nhấn mạnh nhá là như quần què luôn. Bạn có thể thấy được rằng là nó cực kỳ giống nhau. Và đó là cái lý do mà bạn không thể thành công được. Họ khuyên bạn là nên tỏ ra cực kỳ hứng thú với cuộc sống của cô ấy, rồi hỏi họ thật là nhiều câu hỏi. Bạn có thực sự nghĩ rằng là mấy người họ có kinh nghiệm yêu đương ấy, họ sẽ làm như vậy không? Bạn nhớ cái câu chuyện mà thằng Minh nhắn tin hỏi gái là em đang làm gì đấy, xong rồi bạn kia nhắn lại là tivi còn anh. Chỉ thế thôi mà cái thằng bạn của mình nó kiểu mừng rỡ và nghĩ ôi đây là một dấu hiệu tốt, vì theo những công thức trên mạng là cô gái ấy hỏi lại bạn nghĩa là cô gái ấy có thích bạn. Yeah, kiểu đấy. Cuối cùng kết quả thì các bạn xem video trước thì cũng biết nó có tán được người ta đâu. Cái này thì nó cũng thường xuyên xảy ra mà, kiểu một chàng trai không quá nổi bật xong rồi thích một cô gái rất là nổi bật, xong cả ngày chỉ hỏi người ta mấy cái câu hỏi nó cũng rất là nice nhưng mà vẫn không có được họ. Nó thì nó là một cái chuyện nó rất bình thường, ở đâu thì cũng có ấy. Có thể thì bạn đã từng trải qua, bạn thích cô gái đấy xong rồi bạn hỏi tìm hiểu về cô gái ấy rồi bạn cũng chẳng tán được người ta, có nghĩa là những cái lời khuyên đó thì không hề có tác dụng. Nó không có tác dụng thật bởi vì mình thấy nghe nó khá là ngớ ngẩn và nó cũng chẳng có tí gì là thu hút cả. Và cái thằng Tuấn thì nó mãi mới tìm ra được một cái chìa khóa, một cái quy luật mà có thể nhiều người biết nhưng mà không một ai nói ra một cách dễ hiểu để bạn có thể hiểu và áp dụng được. Lúc đầu ấy thì mình cũng khá là phân vân làm cái video này bởi vì nghe thì nó có vẻ khá là ảo. Nhưng mà thằng Tuấn thì nó lại đảm bảo cái cách này hiệu quả vãi. Thậm chí nhá, nó còn không muốn chia sẻ ra cơ. Vì thế nếu mà các bạn xem video này áp dụng thành công thì có thể ấn vào nút thanks, nút cảm ơn ở bên dưới video ấy để donate cho kênh để mình mua quà sang cảm ơn thằng Tuấn nhá. Ok, bây giờ thì các ông đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút để ghi lại chưa? Nhớ là phải xem đến cuối nhá, để mình có thể giải thích một cách đầy đủ. Cái chìa khóa để mà bạn thả thính con gái ấy, nó không phải là bạn hỏi họ câu hỏi, không phải là bạn hỏi họ sở thích hay là hỏi họ là họ đang làm gì, mà là bạn phải cố gắng khai thác thật nhiều cảm xúc ở họ. Tưởng tượng nhá, con trai các bạn ấy thì thường thì sẽ có 7 cái cảm xúc cơ bản thôi. Vui thì vui mà buồn thì buồn. Nhưng mà bây giờ các bạn đoán xem con gái nó có bao nhiêu cảm xúc? Câu trả lời ấy thì nó không phải là 10, cũng chẳng phải là 15, mà con gái nó có cả 100 cái cảm xúc. Kiểu đang vừa mới vui xong tự nhiên chúng nó ỉu xìu đi một cái. Hỏi tại sao thì chúng nó lại bảo là em cũng không biết nữa. Như kiểu màu son đi, các ông chỉ biết đến màu đỏ, màu hồng, màu cam thôi đúng không? Nhưng mà con gái thì chúng nó phải chia ra cả trăm cả nghìn loại khác nhau. Đỏ base tím, đỏ base cam, đỏ rượu vang, đỏ đất, cam đất, đỏ tông lạnh, đỏ tông nóng. Nói chung là nhiều lắm. Thì cái điều này ấy, nó cũng y hệt như cảm xúc của con gái. Và bạn biết không,
bạn càng khai thác được nhiều cảm xúc của họ thì bạn càng thu hút họ. Nó chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Nhưng mà hầu hết thì nhiều con trai lại không nhận ra được. Rất nhiều bạn ấy thì phạm cái sai lầm này cực kỳ nhiều lần. Đó là các ông nghĩ cách để khiến cho cô gái ấy thích. Đó là chỉ khiến họ cảm nhận được một hai cái cảm xúc thôi, kiểu chỉ vui vẻ thôi. Nhưng mà bạn biết sao không? Tình yêu ấy thì nó không hoạt động như thế. Và nó sẽ không bao giờ hoạt động như thế. Các bạn sẽ luôn luôn nghe được những câu chuyện về những cái thằng nó bad boy vãi nồi. Người thì rất là phũ phàng nhưng mà thi thoảng thì lại ấm áp, lại quan tâm. Và sao? Nó không có cái tính ổn định. Nhưng mà sao? Lạ hơn nữa là con gái thì lại mê, rất mê những cái người như thế. Mê không dứt nổi. Không phải là mình khuyến khích các bạn làm theo mấy cái thằng bad boy. Nhưng mà mấy cái thằng bad boy đấy thì nó làm đúng. Nó chạm đến được rất là nhiều cảm xúc của con gái. Bạn muốn gây sự chú ý với cô gái mà bạn thích chứ gì? Thử biến mất xong rồi không nhắn tin gọi điện gì đi. Thay vì 24/24 nhắn tin cho họ dù họ không thèm trả lời bạn. Rồi giờ bạn ngừng nhắn tin đi. Thử xem 2 ngày xem thế nào. Và thế là lúc này bạn tạo ra được một cái cảm xúc ở họ mà bạn chưa bao giờ làm. Không phải là bạn cố tình ghosting hay là làm hại họ nhé. Dù sao thì họ cũng đang chưa thích bạn mà. Hay là không thích bạn mà. Nó chỉ là bạn tạo ra một chút cái sự khác biệt trong cái mối quan hệ này thôi. Những người con trai mà chưa từng tán đổ được ai thì có thể sẽ không đồng ý cái điều này. Và vì thế thì ý kiến của họ có vẻ là không đúng lắm. Còn những người mà giỏi tán gái, bạn nghĩ rằng là những cái điều mà họ làm ấy là luôn làm hài lòng các cô gái á, rồi làm mọi thứ cô gái ấy muốn á. Đương nhiên câu trả lời là không rồi. Điều mà những chàng trai ở top làm ấy, đó là họ tập trung vào công việc và cuộc sống của họ. Họ có những mục tiêu, có những cái nhiệm vụ phải hoàn thành. Và họ là một người đàn ông bận rộn thực sự. Đôi khi thì họ còn bơ bạn gái. Không phải là họ cố tình làm như thế, mà họ có những cái công việc và có những cái khoảng thời gian mà họ thực sự phải cần tập trung 100% và phải tránh xa cái điện thoại. Như bạn cứ cầm cái điện thoại cả ngày lướt mạng xã hội để chờ họ nhắn tin thì đương nhiên bạn sẽ không tạo ra một cái cảm xúc gì đó nó mới mẻ cho họ. Mình nhắc các bạn để các bạn thực sự hiểu được điều này. Một cái lỗi phổ biến nhất đó là con trai ấy thì thường chỉ cố gắng tạo ra cái cảm xúc vui để làm hài lòng con gái. Trong khi những cái người mà họ thực sự tán được gái, họ thực sự có được cô gái đấy ấy, thì họ lại có thể tạo ra rất là nhiều những cái kiểu cảm xúc khác nhau. Bạn có nhớ được lần cuối cùng bạn làm một cái điều gì đó hơi khác so với bạn thường ngày không? Kiểu nói ngược lại ý kiến của cô gái đấy một chút và hai người cùng nhau tranh luận. Và rồi cô gái đấy dỗi bạn luôn không? Hoặc bạn có thể nhớ lần gần đây nhất bạn không thể trả lời tin nhắn của cô gái ấy luôn vì điện thoại của bạn đang bị hỏng. Hoặc là bạn có nhớ cái lần gần đây nhất bạn từ chối một cái lời nhờ vả gì đó của cô gái ấy vì bạn đang bận việc không? Rồi khi mà bạn không làm bất kỳ một việc gì mà làm mất lòng cô gái đấy thì bạn chỉ như là cái đường nó một chiều thôi. Rồi nó cứ thẳng đuột thôi, chả có gì va vấp cả. Và vì thế thì sao? Bạn cũng không để lại ấn tượng hay là để lại cái sự thu hút gì luôn. Con gái ấy, nó không tìm kiếm một cái mối quan hệ chỉ vì mối quan hệ đấy toàn là vui vẻ và yêu thương. Con gái họ thích yêu một người mà người đó ở trong tâm trí của họ hoặc là ở trong trái tim của họ. Không phải chàng trai mà lúc nào gặp cũng là một cái gương mặt tích cực và luôn luôn khen họ, mà là cái người ở trong tâm trí họ mang lại những cái cảm xúc, cả những cái cảm xúc vui và cả những cái cảm xúc buồn nữa. Vậy thì bạn cần phải làm gì để ở trong cảm xúc của cô gái đấy, ở trong lòng của cô gái đấy? Bạn cứ nghĩ đi, cứ như cái đường một chiều rồi bạn nhắn tin ngày nào cũng em thức dậy chưa, em đang làm gì, em ăn gì đấy, chúc em ngủ ngon. Cứ suốt ngày nhắn những cái tin nhắn nó tích cực, tích cực, tích cực. Bạn nghĩ rằng là như thế thì cô gái đấy sẽ hào hứng. Bạn nghĩ rằng là khi nhận được những tin nhắn đấy thì cô gái này nó sẽ kiểu thích. Con gửi eo ơi thích thế, anh ấy toàn khen mình thôi. Nhưng mà không, không nha. Đây là điều mà hầu hết con trai đều làm. Hầu hết thì con trai đều kiểu shy boy, cố gắng tỏ ra là mình tốt và luôn luôn khen ngợi. Mình ấy thì mình không bảo bạn là phải đối xử tệ với con gái nhá. Mình chỉ đang khuyên bạn là hãy cho bản thân được phép không phải luôn đóng cái vai chàng trai tích cực, luôn làm hài lòng các cô gái. Nó sẽ chẳng sao cả nếu như mà đôi khi bạn không thể rep tin nhắn nhanh bởi vì bạn có những cái công việc trong cuộc sống của bạn.
chứ không phải là bạn rảnh rỗi vãi, bạn ngồi đọc mấy cái red pill ở trên mạng xong rồi bạn không trả lời tin nhắn. Như vậy ấy, thì nó rất là gượng ép. Và đương nhiên chẳng ai thấy mấy cái đứa gượng gạo như thế là thu hút cả. Có thể có những lúc bạn mở điện thoại ra sau 3 đến 4 tiếng học hành chẳng hạn, rồi bạn mới có thể rep họ. Rồi bạn không cần phải kè kè cái điện thoại bên mình liên tục. Lý do bạn bị kẹt cứng lại ở cái đường một chiều ấy, giống như cái thằng Minh. Những người rất là khó tán gái bởi vì họ luôn cố gắng làm hài lòng con gái. Bởi vì sao? Bạn coi cái cô gái đấy là niềm vui duy nhất trong cuộc đời của bạn. Làm sao mà bạn có thể biến mất và không rep tin nhắn cô gái đấy một thời gian nếu như mà bạn không có những cái hoạt động cho riêng mình? Và làm sao để cô gái đấy có thể tò mò về bạn, về cuộc sống của bạn, trong khi mà bạn cứ 24/24 nhắn tin nói chuyện với cô gái ấy? Và làm sao cô gái đấy có được cái cảm xúc là hơi ghen một chút khi mà cô gái ấy biết rằng là bạn còn chẳng ra ngoài giao du gặp gỡ bạn bè mà chỉ có suốt ngày ở nhà để nói chuyện với cô gái ấy? Và thậm chí biết rằng cô gái đấy là người duy nhất nhắn tin với bạn, thậm chí cô gái đấy còn có một chút thương hại bạn. Và làm sao ở người ta muốn ôm ấp bạn khi mà bạn có một cái body nó còn chẳng đẹp? Đoạn này chắc chắn có thể là sẽ có một vài bạn nam kiểu trigger này. Thế nào cũng có vài ông mà ui video xàm, sao phải làm cô gái ghen rồi, sao phải cần có ngoại hình đẹp chỉ vì để tán gái. Đấy, bạn biết sao không? Nó ăn nhau ở cái mindset đấy. Nếu như mà bạn không muốn ấy, thì tâm lý của bạn là sẽ tìm lý do. Còn bạn muốn thì bạn sẽ tìm cách. Thật ra bạn chỉ không muốn thay đổi bản thân tốt lên thôi. Cái thằng Tuấn, nhà bán xôi, học rốt nhất lớp mình ở hồi tiểu học, nó còn làm được thì các bạn cũng làm được. Bởi vì cái người đàn ông mà luôn tán được gái ấy, họ sẽ luôn tạo ra rất nhiều những cái chiều hướng cảm xúc cho cô gái kia. Họ sẽ khiến cô gái kia tự nhiên phân vân là uầy, luôn luôn trả lời tin nhắn với một cái tốc độ tên lửa, tại sao hôm nay lại mãi người trả lời, hay là lại đang đi nói chuyện với người khác. Nghe thì nó có vẻ hơi toxic nhưng mà nó là một cái điều tự nhiên nhá. Đó là khi cô gái đấy biết bạn ở một cái level là khi bạn bước ra ngoài thôi là có một đống gái bu theo. Hầu hết thì con trai đều kiểu không, cái này khó lắm. Nhưng mà bạn chỉ cần cải thiện bản thân bạn tốt lên thôi. Dù bạn không hề như thế, dù bạn không hề bắt cá hai tay nhá, cô ấy cũng sẽ tự nhiên cảm thấy sợ mất bạn hơn. Có thể có những cô gái sẽ bảo là ơ, em không hề có nhiều cảm xúc, nghe đã thấy có mùi pick me girl rồi. Cái này ấy thì nó nằm ở cái cảm xúc tự nhiên rồi. Nó ở cái năng lượng nam tính và nữ tính, và nó ở cái hormone rồi. Con gái thì thường lúc nào cũng sẽ nhạy cảm và nhiều cảm xúc hơn con trai. Và đương nhiên rồi, nó là một cái chuyện nó không hề xấu, bởi vì con gái thường sống theo cảm xúc mà, nên là họ hay bị thu hút bởi những cái chàng trai mà kiểu nam tính, lý trí và rất là bình tĩnh. Người sẽ vững vàng để họ có thể dựa vào khi mà họ cảm thấy suy sụp. Ok, lúc này thì bạn có thể nói là ôi nhưng mà tôi chả thèm yêu mấy cái con nhiều cảm xúc, tôi thích yêu mấy cô gái kiểu mạnh mẽ, độc lập, không bao giờ khóc, không bao giờ buồn. Nhưng mà bạn biết lúc họ khóc à? Và họ giỏi như thế thì chứng tỏ họ cũng chả cần bạn làm gì. Và khi con gái họ quá mạnh mẽ thì bạn sẽ là người đóng cái vai trò nhẹ nhàng trong mối quan hệ. Ok, nếu bạn muốn như vậy cũng được thì nó cũng chẳng sao cả. Dù thế nào ấy thì bạn càng nghiêm khắc với bản thân, càng vững vàng bao nhiêu thì bạn sẽ lại càng có nhiều cái đối tượng để mà lựa chọn trong cuộc sống và trong các mối quan hệ. Mình ấy thì mình cũng là một người cực kỳ nhiều cảm xúc. Khi mà mình bị cuống hay là mình quá là lo lắng ấy thì sao, thì mình sẽ không thể nào mà suy nghĩ nó đúng đắn được. Và người yêu mình ấy thì chính là người mà nhận ra lúc nào là lúc mình không ổn để có thể sử dụng một cái đầu lạnh để giúp mình. Kiểu đúng kiểu mình không mang não để đi cùng bạn đấy cũng được ấy. Và đương nhiên rồi, khi mà bạn ấy buồn thì mình cũng có đủ cái sự nhạy cảm để có thể an ủi bạn đấy. Nói chung nó thực sự là một cái sự bù trừ nhau ấy. Mình cảm thấy kiểu đôi khi chúng ta như kiểu bị tẩy não ấy. Kiểu nó khiến chúng ta quá là nơm nớp lo sợ những cái cảm xúc của con gái và sợ làm mất lòng nhau ấy. Cứ nghĩ là con gái là một thứ gì đó rất tệ và phải luôn luôn giữ vững cái ý của nó. Và đôi khi thì con gái cũng phải cố tỏ ra rằng là tôi mạnh mẽ, tôi không khóc, tôi cũng chả tủi thân. Và con gái bây giờ phải gạt bỏ đi những cảm xúc ấy để kiểu sống mạnh mẽ như là con trai. Bạn có thể xem video này và chê là nói xàm, kiểu tôi chả muốn thay đổi bản thân, tôi chả cần phụ nữ, tôi chỉ cần một người con gái yêu con người thật của mình. Nhưng mà bro, nếu mà chỉ một cái việc ấy mà chỉ có lợi chứ không hề có hại, đó là hãy cố cải thiện bản thân mà bạn còn chả làm được, thì bạn có thể làm được gì cho cô gái ấy? Dù sao ấy thì mình cũng chỉ muốn nói là mình yêu các bạn
những cái comment tích cực của các bạn rất là nhiều. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hy vọng rằng là nó có thể giúp được các bạn nhé. Và hiện tại thì YouTube đã mở tính năng donate. Vì vậy nếu như bạn yêu thích những cái video của kênh mình thì có thể ấn vào nút cảm ơn ở bên dưới video góc phải để có thể donate để ủng hộ cho sự phát triển của kênh nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Kết nối với mình qua Facebook của mình, Trần Minh Phương Thảo, và Insta của mình, phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.